Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Thì nhiều cô chú anh chị có lẽ còn thắc mắc là tại sao mà chúng ta phải cắt đôn xả tàn mai vàng sau mà khi chúng ta chơi Tết, hoặc là cắt xả đôn tàn mai vàng sau một năm. Để thường là đầu năm chúng ta sẽ cắt đôn xả tàn. Đó, cái lý do tại sao mà chúng ta phải cắt như vậy thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết được những cái lợi ích của nó mang lại khi mà chúng ta cắt đôn xả tàn cái mai vàng sau khi chơi Tết, cũng như là sau khi chúng ta trồng một năm hết cô chú anh chị. Đó. Thì lời đầu tiên em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị xem video luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý ha. Thì cái lý do mà chúng ta thường cắt đôn xả tàn mai vàng sau Tết, nó có nhiều cái lý do lắm cô chú anh chị, nó nhiều cái ưu điểm lắm, cho nên chúng ta mới thực hiện. Chứ mà nếu mà không có ưu điểm thì không ai mà thực hiện làm gì, để cho thứ nhất là tốn công nè, thứ hai là tốn thời gian nè, và thứ ba là làm mất đi cái tàn cái cây đó. Thí dụ mà cô chú anh chị đang nói á, nó đang nghiêng đang làm cái cây cái tàn bự vậy nè, nó tàn bự xa xa cô chú anh chị xem ha. Đó, xa xa như thế này nè. Rồi tại sao qua Tết, chơi Tết xong không để, rồi hoặc là trồng từ đất đó, sau một năm không để mà lại cắt tỉa bấm gọn lại như thế này. Đó, thậm chí là nhỏ như thế bên đây. Đó. Đó, bấm tỉa cắt tôn nhỏ lại, và thậm chí những cái cây này. Đó, cắt nó rất là nhỏ luôn ha. Đó. Đó, cắt nó lại rất là nhỏ như vậy. Thì dĩ nhiên là nó có nhiều cái lợi ích, cho nên là tất cả là nhà vườn cũng như là những người mà chơi mai nhiều năm thường hay áp dụng hay cô chú anh chị. Thì về cái lợi ích đầu tiên của nó cô chú anh chị, đó là chúng ta khi cắt đôn xả tàn á, chúng ta sẽ giải phóng bớt cái lượng cành nhánh cái cây phải nuôi sau khi chơi Tết. Đó, sau khi chơi Tết thì cái cành nhánh nó rất là nhiều nè, nó rất là nhiều như thế này. Đó. Và như bên kia, xa xa bên kia. Đó. Thì cái lượng cành nhánh chúng ta cần phải giải phóng bớt để cho nó đỡ phải nuôi cây nặng hơn sau khi chơi Tết ha. Thì sau khi chơi Tết đó mà cái cành nhánh nó quá nhiều á, thứ nhất là nó khiến cho cái cây mai chúng ta nó lâu phục hồi. Đó, do là cái lượng cành nhánh nó nhiều thì nó sẽ phải phân bố nhiều cái dinh dưỡng ra nhiều cái cành nhánh, và từ đó nói chung là nó nuôi vẫn được ha cô chú anh chị, nó nuôi vẫn được. Tuy nhiên là thí dụ mình có 1 ký gạo đi mà mình cho 10 người ăn đó, mà bây giờ mình bớt lại mình cho 5 người ăn thì dĩ nhiên là 5 người ăn đó ăn sẽ được nhiều hơn. Đó. Tương tự như em nói cái cây mai cũng vậy. Đó là khi chúng ta cắt bớt 5 cái cành thì còn lại 5 cái cành còn lại á, thì cái lượng dinh dưỡng nó dồn cho 5 cái cành đó nó sẽ được nhiều. Đó, nó sẽ được nhiều. Từ đó nó tích trữ nhựa được nhiều, và khi nó bung cái chồi non lên, nó đâm cành nhánh ra thì nó sẽ được mạnh, được mập chồi, mập nhánh rồi hết cô chú anh chị. Đó là cái lý do đầu tiên. Còn cái lợi ích thứ hai á, là khi chúng ta cắt đôn xả tàn như thế này, chúng ta có thể chỉnh sửa lại được cái form tàn cho cây mai ha. Đó. Thì trong một năm á, có thể cái cây mai chúng ta cái cành nhánh nó mọc lộn xộn lĩa chĩa tùm lum, hoặc là nó đâm trong thân trong này trong kia, nó mọc bậy bạ ra các vị trí không có đúng. Đó. Và những cái cành thì nó dài quá, những cành thì nó ngắn quá, rồi có khi là nó mắc cái độc chủ, có khi là cái độc chủ nó quá cao. Đó. Cho nên là chúng ta phải chỉnh sửa lại, cắt để chỉnh sửa lại cái form tàn cho nó tạo cái dáng thông từ ban đầu như thế này, để mà trong năm chúng ta nuôi nó sẽ dễ dàng có được cái form tàn thông, và giúp cho cái cây mai chúng ta nó đẹp hơn ha cô chú anh chị. Đó là cái lợi ích thứ hai. Còn cái lợi ích thứ ba là khi chúng ta bấm xả tàn như thế này thì chúng ta sẽ tạo được cái form tàn chi cành dày đặc hơn cho cây,
Đó, như cô chú anh chị đang xem cái cây này nè. Đó, cái phơm tàn nó rất là dày. Đó, từ khi mà trồng còn nhỏ là khi lên cao cao là cũng cắt đôn ngang, xong là nó mọc cành nhánh ngang ra. Đó, chúng ta cắt ngang cái đọt á, xong mọc cành nhánh hai bên ra, bốn bên ra. Đó, xong lên thời gian nữa chúng ta lại cắt ngang cái đọt, nó lại mọc ra nhiều nữa. Rồi từ từ lên tạo cái cành nhánh nó dày đặc theo cái chiều dọc là cái thứ nhất. Còn theo cái chiều ngang thì khi mà cô chú anh chị bấm cái cành nè. Đó, cô chú anh chị bấm một nhát cắt ngay đây thì nó sẽ ra hai nhánh nè. Nhát cắt ngay đây nó cũng ra hai nhánh ha. Đó, ngay đây nó cũng ra hai nhánh. Đó, thông thường này thì khi mà chúng ta bấm một cái cành thì nó sẽ ra từ hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, năm nhánh cũng không chừng. Nó ra có khi là ra rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta phải chọn lọc lại, chúng ta phải lọc bớt lại những cái cành mà nó mọc không đúng vị trí. Chúng ta chỉ chừa khoảng hai cành như thế này đó, để cho nó tạo cái chi cành dày đặc. Rồi khi ra tới đây nữa nè, ra tới đây chúng ta bấm nữa. Đây là cái vết bấm của cái năm rồi nè cô chú anh chị. Đó, thì từ cái vết bấm này nó ra ba cành nè. Đó, rồi từ vết bấm này nó ra hai cành nè. Đó, đó, cứ thế nè, một bấm này ra hai cành, đến đây một bấm ra hai cành. Đó, đây một bấm ra hai cành. Đó, nó phát triển ra và hoài như vậy thì cái cây mai chúng ta nó sẽ được cành nhánh nó đặc hơn, nó kín hơn ha cô chú anh chị. Đó là cái công dụng tiếp theo của nó, cái lợi ích khi mà chúng ta bấm sữa cành, bấm cắt đôn tàn á cô chú anh chị, nó tạo ra ha. Đó. Và đồng thời thì như em chia sẻ thì khi mà chúng ta cắt ngắn như thế này thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng được nhiều, nó nuôi các cái cành nhánh này. Đó. Và chúng ta giải phóng bớt cành nhánh cho nó thì nó giúp cái cây chúng ta nó khỏe hơn và nó phải lại phát triển mạnh hơn ha. Đó. Nhiều cô chú anh chị cứ nghĩ á là khi mà cái cây mai trồng xong bấm xả tàn như thế này cô chú anh chị nói là củi. Đó. Tức là cô chú anh chị nói bấm ngắn quá rồi xong là đem đi chụm củi luôn. Đó, bấm ngắn quá là cô chú anh chị sợ nó chết. Tuy nhiên là khi bấm ngắn như thế này thì cái mai nó sẽ rất là mạnh luôn cô chú anh chị. Nó ngược lại là nó rất là mạnh luôn ha, chứ nó không có bị như cô chú anh chị nghĩ đâu. Đó. Thông thường là cây mai càng bấm vô, đó, cô chú anh chị càng cắt sát vô như thế này. Đó, thí dụ như đầu ngón tay cô chú anh chị cắt sát vô thế này nữa thì nó càng mạnh nữa cô chú anh chị. Đó. Còn khi mà chúng ta cắt chừa những cái cành mập như thế này, đó là chúng ta đã giúp được cho cái cây mai chúng ta nó phát triển mạnh hơn trong thời gian tới rồi đó. Đó. Thì khi bấm thì thứ nhất là cành nhánh ra lại nhiều hơn nè. Thứ hai là nó giải phóng bớt cái lượng cành nhánh nè, phải nuôi nè. Thứ ba là chúng ta chỉnh sửa lại phơm tàn nè, để tạo cái chi cành đặc hơn cho cây ha, giúp cái cây nó khỏe hơn, phát triển mạnh hơn. Đó. Còn nếu cái vấn đề mà ví dụ em nói, nếu vấn đề mà chúng ta không cắt đi, chúng ta không cắt thì cái cành nhánh nó cũng vẫn sẽ ra đó, nhưng mà nó sẽ không có mập và có thể là nó ra xong là nó đứng ở đó, nó không phát triển nữa ha cô chú anh chị. Nó ra 4-5 lá vậy đó, xong cái là nó đứng ở đó, nó đứng im hoài vậy đó, nó không phát triển nữa. Và nếu mà nó phát triển nữa đi chăng nữa thì nó phát triển cũng không có được dài, không được khỏe, và những cái cành nhánh đó nó sẽ mang bông rất là ít, mang bông rất là ít theo cô chú anh chị. Do đó chúng ta bấm vào thời điểm này cuối năm nó phát triển mạnh thì bông nó sẽ rất là nhiều. Đó là cái lý do tại sao nhà vườn hay bấm, và lý do tại sao mà cái cây mai của nhà vườn nó đẹp, và cái lý do tại sao cái cây mai nhà vườn bông nó lại vàng thật đều như thế này. Đó, như cô chú chị xem xa xa nè, đó, em còn mấy cây đây, đó, bông nó đều hết, nó vàng hết như thế này ha. Đó, đó là cái lý do rất là quan trọng luôn mà nhiều cô chú anh chị lại chưa hiểu cái vấn đề đó. Đó, và không bấm thì chúng ta sẽ không chỉnh sửa được cái phơm tàn, không chỉnh sửa được cái phơm tàn cho nó ha. Đó, em ví dụ em sẽ đi lại cái cây này, em quay cho cô chú anh chị xem luôn. Đó, đây là những cái cây mai còn lại trong vườn sau khi mà bán Tết ha cô chú anh chị. Đó, còn lại đó thì thông thường những cây còn lại là những cây ít bông và những cây nó chưa có được đẹp. Đó, như cái cây này em quay cô chú anh chị xem.
Đó, nếu mà chúng ta không bấm nè, cô chú anh chị xem cái cành nè. Đó. Cái cành này nó lĩa chỉa ra ngoài nè, cành này lĩa chỉa ra ngoài nè. Đó. Đáng lẽ cái phơm đàn thông thì dưới này nó phải lớn nè, càng lên nó càng nhỏ lại, nó gọn lại nè, gọn lên trên đây lại. Đó, theo nó phơm đàn thông ha. Đó. Đó. Nhưng mà cái này nè, nguyên cái chòm này nè, nó dư ra. Đó, cho nên chúng ta phải bấm bỏ nó. Đồng thời chúng ta thu hơi ngắn vô, đó, thu hơi ngắn vô. Đó, đó là cái cách bấm. Đó, cách bấm ha. Cô chú anh chị lưu ý ha. Cô chú anh chị xem video thì cô chú anh chị nhớ xem kỹ, em có chia sẻ hướng dẫn hết cái cách làm ha. Còn một số cô chú anh chị điện em nhờ em gọi video để mà chỉ cô chú anh chị cắt từng nhánh đó, cắt cái đâu đó. Thì cái đó thật sự là em không hỗ trợ được nha cô chú anh chị. À, em còn rất là nhiều việc phải đi làm này kia rồi. Cô chú anh chị một ngày là một cuộc, một cái số điện thoại của em một ngày là nhận rất là nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn từ cô chú anh chị nhờ hỗ trợ. Cho nên là không thể nào mà gọi video rồi chỉ cắt từng nhánh, cái chỗ này, nhánh này cắt đây, cái nhánh này cắt tay, hay nhánh này cắt đâu vậy đó. À, cái đó thì em không hỗ trợ được ha. Còn em có chia sẻ video cắt chi tiết rồi đó. Và video này em cũng nói tiếp nè. Đó, chúng ta cứ cắt vô đi nè, tạo cái phơm đàn thông cho nó. Mà khi cắt thì chúng ta lựa cái vị trí có mắt ngủ. Nó mắt ngủ thì em có chia sẻ trong clip trước rồi. Đó, chúng ta cứ cắt vô, cắt mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, chứ đừng có sợ. Cây mai càng cắt nó càng ra, càng cắt nó càng đẻ nhánh nhiều hết cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị đừng có sợ cái vấn đề mà cắt cái nó nhỏ xíu cái tàn. Đó, khi mà chúng ta cắt để chúng ta nuôi dinh dưỡng trong một năm, cái tàn nó ra như cái cây này đi. Nếu mà em cắt đôn vô theo cái vị trí này, đó thì năm sau nó ra cỡ ngoài này luôn nè. Đó, nó ra cỡ ngoài này luôn nè. Đó, đó là chuyện bình thường. Cho nên cô chú anh chị đừng có ngại trong cái việc cắt cái bấm xả tàn sau khi chơi tấp ha. Đó, nếu mà không bấm xả thì chúng ta sẽ không có được cái cây phơm tàn đẹp. Và cái cây thì cái chi cành nó sẽ lỏng thưa, không có dày đặc. Đó, và cả cái cành nó không có khỏe, không có mập. Mà cái cành không khỏe, không mập á, thì cái chất lượng bông nó sẽ không có đạt và cũng như nó sẽ không có nhiều. Đó, chúng ta bấm cho nó tạo cái phơm tàn dày đặc thì bông nó sẽ nhiều. Đó, đó là cái vấn đề mà tại sao mà các cây chào vườn trồng thì thường bông nhiều ha. Đó, thì như mấy cái cây này thì bữa giờ em cũng không có tưới, thì chuẩn bị để xả tàn thì bông nó hơi héo rồi ha. Đó, đáng lẽ thì hàng ngày chúng ta phải tưới cho nó, thì giờ em cũng chuẩn bị tưới cho nó một cử để cho nó có nước, nó giữ cái cành nhánh chúng ta nó tươi cũng như là bông nó tươi. Đó. Và trong quá trình chơi tết, cô chú anh chị cũng lưu ý, nhiều cô chú anh chị bỏ luôn không có tưới nước khiến cho cái bông nó héo, cái lá nó héo, rồi cô chú anh chị không biết tại sao, là nguyên nhân tại sao mà bông tự nhiên héo, nó rụng. Đó, thì do chúng ta không tưới nước cho nó. Trước đó em cũng có nói rồi là trong quá trình chơi tết chúng ta cũng phải chăm sóc cho nó hay cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ em chia sẻ cái clip này cho cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể biết và áp dụng trên cái cây mai của mình ha. Rồi, video của em hôm nay xin tạm dừng tại đây ha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong các cái video tiếp theo nha.